Hello, em đã quay lại với clip tiếp theo trong ngày hôm nay nhé. Ok, thì hôm nay trong game của chúng ta lại có server mới ra mắt có tên là Bốc Vinh Quang, vừa mới ra mắt sáng nay thôi, lúc 9:10. Nghe nói là có rất nhiều quà ngon và xịn sò. Ok, hôm nay mình sẽ quyết định đi review mấy chỗ và trải nghiệm xem có đúng như là đồ không nha mọi người. Đầu tiên là đăng nhập tích lũy nè. Điểm thi đấu bắt đầu. Ok, thì mình sẽ vào hoạt động nha mọi người. Đó, thì vòng quay nhân phẩm của mấy chủ mới này sẽ như này nha mọi người. Sẽ có là bánh kem nè, bánh kem kỷ niệm cánh nè, cánh cam sao tự do, tức là tinh luyện. Đó, thì nó khác bên kia một tí là cái này là một cái lì xì với lại cái cánh cầu vòng. Đó, thì nó hơi khác tí thôi. Ok, mình sẽ quay luôn. Mình chưa có cái cương quen. Để xem hoạt động nào định mức hôm nay bên đây. Thì mất 20k em sẽ nhận được cái set đồ là tech cho mọi người, cung cấp thằng sung cũng như có mấy chỗ khác hơn cánh tay tim. 50k, 100k là súng thằng kim ngưu, 200k được con thuốc cười thoa ngọc, 500k thì được cái cháu chân lắm dễ thương này. Và một triệu thì có các vật phẩm đó. Em vào game xem nhé. Mình nạp lần đầu chúng ta cái phấn đá không có gì ta. Thế nên nào thì bên đây sẽ là 100k thì nhập được cái nước giải khác, 300k thì nhận được pháo hoa sôi động, 600k thì nhận được cái rượu pha, và 200k thì nhận được thùng bia. Kèm theo cánh quạt mọi người, cánh cam. Mình thấy khá giống với cái server mới như thường nha mọi người. 2000 kim cương thì em nhận được dấu chân bóng đá nè, 4000 kim cương. Thuốc cử này, thuốc bàn có thuốc cử sập thét tròn như đây. Và mốc 6.000 kim cương thì nhận được vũ khí sữa trân châu. Và kèm theo đó là cái danh hiệu năm mới vui vẻ này. 8.000 kim cương thì nhận được nguyên sách đồ con tét, nhưng con tét tét như mọi người trâu vàng trong tét này. Và 10.000 kim cương thì em sẽ nhận được sách đồ cho con. Và kèm theo đó là vũ khí lì xì này. Cùng đến với tích lũy tiêu phí mình đây. Xem móc tên thì không có gì đâu mọi người. Cái xuống dưới thì móc 50k em sẽ nhận được thuốc cửa trâu và này, và 75k có cái con bé con bi xinh xắn này, và cuối cùng là 999 kim cương. Em sẽ nhận được một cái vũ khí ngẫu nhiên từ cái thứ quà trang bị này tháng tư này. Ok, thì đến với sự kiện hàng đô tốt bên đây cũng như thường thôi nha mọi người. Tốt xe bào mới đó, các cánh này em có thể vào game tham khảo. Hàng thi đấu thì cũng vậy thôi, các danh hiệu như các xe bào mới bình thường thôi, nhưng mình hôm sau coi nha. Hàng 9 thì có khá một tí nè mọi người. Hàng 1 thì em sẽ nhận được cái ảo hóa này, thiếu điều mình nhắc nè, rất là xịn sò. Cái danh hiệu này thì cũng như thường thôi mọi người. Hàng 2 thì nhận được cái skin lăng tiêu bên biển này, cũng khá là ngon. Hàng 3 thì được cái áo hóa này, hàng bí mô. Cuối cùng là 4 lần 10 không có gì đâu, cái danh hiệu thôi. Tầm 89 bên đây cũng có này. Và thì khá là xịn sò đó. Mình có thể hoặc là cái em đi tham khảo nha. Mình thấy đá thức tỉnh chính với lại cái đá tầng trang bị khá là nhiều này. Đồ đá giới hạn. Đường bát cực phẩm, vũ khí lao động, bánh rôn nót, đấu trường X2, vòng quay may mắn, có cái icon thương thương và cái vũ khí theo nó thằng An Dương Vương cũng như bên kia thôi. Và giới hạn đổi quà của chúng ta thì lúc nãy ở trên mình cũng thấy rồi này. Anh em nạp game thì anh em sẽ có cái vật phẩm này mà vào trong đây để quy đổi vũ khí nha mọi người. Đó, thì theo từng mốc nhìn như cái vật phẩm trên đây thì anh em đổi được vũ khí này, còn dưới đây thì anh em sẽ đổi được đồ cam nha mọi người. Dưới nữa thì cũng là sẽ đồ cam. Và cuối cùng anh kình thương thương thì em sẽ đổi được cái danh hiệu đại thắng. Ok, cái đó là cánh kiểu mút. Anh kình sinh nhật cái cương vùa đó là bản ngẫu nhiên nha mọi người. Nạp liên tục thì được cái cánh nè, mạnh cánh nè mọi người. Cánh này thì phải tôi tập đủ 20 cái thì mới ghép được. Và cánh này là cánh tím nha mọi người. Như này nạp như vậy thì 1, 2, 3, 4, 5. Nghĩa là nạp full đủ 5 ngày mọi người. Là em sẽ đủ mảnh này đi, ghép cánh nha mọi người. Còn là kim cương
10 gốc cũng bình thường thôi. Và xếp hạng là bên chỗ bên đây thì hiện tại là có bạn top 1 là 2K3 rồi này. Một khá là ghê. Và đi xem quà bên tên đi nạp sẽ nhận gì này. Thì các cái thẻ danh hiệu này trâu qua phát lọc. Và cái cánh cam sẽ hữu bí ẩn X6 luôn. X6 quả nó bị lên 33 tuổi nè mọi người. Và như đây thì X3 top 2, top 1 cũng khá là ngon đấy. Ừ, top 3 này khá là xịn sò. Vòng qua nhân phẩm này rồi. Nhân vật thi đấu đồng này. Bọn này mình nhận rồi ta. Tập thử trứng này. Nhân vật mới. Ok, và đăng nhập tích lũy liên tục ngày đầu tiên. Nên em sẽ nhận được cái để xem. Nguyên sẽ đáp qua. Và một con bếp thiên sứ này. Ok, và ngày 2 thì em sẽ nhận được cái con thú cưỡi này nha mọi người. Thú cưỡi Night Fury. Còn lại thì em có thể kiếm Fury trong pho bản nha mọi người. Và trong pho bản cái này được có vũ khí gạch. Và ngày 3 được cái cánh tím này. Cánh rồng. Cánh này thì lúc trước có trong bốc thế giới mà bây giờ nó đổi sao mọi người. Và pháp Fury cũng khá là ngon. đăng nhập đại hội mùa 3. À, ngày 4 thì em sẽ nhận được nguyên sách đồ cam hoàng tộc các người. Và lúc trước trong chuỗi sự kiện hoàng tộc hình như là mình có review rồi thì phải. Nhập đại hội tháng 4 mùng 5. Và ngày 5 thì em sẽ nhận được cái vũ khí là sức mạnh thánh quả nha mọi người. Khá là ngon. Rồi 6 thì xem. Là lý 16 thì em sẽ nhận được một cái trang bị ngẫu nhiên của nó 3 tuổi lên này. Bạc trời lớn kia đó. Cái này cũng khá là ngon đó. Và cái set đồ hề nè mọi người. Hình như thiếu cái tóc hả mọi người. Cái tóc ở đâu ta? Tóc này có không? Ủa sao không có tóc hả? Là lý. Cái này mình nhận rồi ta. Vậy là không có cái tóc này. Cái set đồ hề này. Set đồ hề này mà không có tóc mọi người. Sự kiện ngày lễ. Giới hạn cuối tuần như này thứ 7 rồi. Như là cuối. Như cứ. Như chỉ khi ước. Ok. Như là xong cái sự kiện bên server mới nha mọi người. Đây nhìn mới biết đấy. Hiện tại mình không có đủ kim cương để quay. Tắt cho anh em xem. Là sự kiện làm nhiệm vụ tí nha mọi người. Nhận thưởng là lên cấp này. Cấp 5. Nếu lâu dài đã đi review cho anh em là phải có đó. 35 kim cương. Xem vào trong từ cái nhân vật này thì nó chỉ mở cái sẽ cắt mà trang bị của đây của mình rồi đang có cho nên nhanh gì đây vàng đâu có ngon kim cương rồi gần đủ rồi. Và mình sẽ vào trong mạo hiểm bắn vài trận để kiếm chút kim cương nha mọi người. Dịch này vẫn chạy một tuần thôi. Ồ trời thế nhỉ. Trâu thì bắn lâu cũng chết thôi. Ồ có ai là một. Mình sẽ khai mình sẽ kiếm chiến phun chỗ này mới có kim cương mọi người. Con này thì bắn một hết chết luôn. cho phát uy lực này.
5 kim cương. Mình chưa đủ nha. Đi đủ cầm cương rồi sao làm quay vòng quay. Xin hiệp đất cho anh em xem. Tạo xem rất luôn. Ok rất luôn. Như là đủ rồi em ơi. Xịp chuyển luôn cái bằng bên này cho anh em. Ok. Ok, mình sẽ ra tí. Bắt đầu kim cương rồi đó mọi người. 110 luôn kìa. Số 1 là cái nhiệm vụ này tí. Mình nhận thử nè, tăng 1 chiến nè. Ok, bây giờ mình sẽ quay luôn. Để có mọi được quay thôi. Và được cái thuốc tăng 1 sạc kim. Rồi, mọi xem. Thế em chăm chỉ vào cày cái sự kiện 7 ngày này mọi người. Có nhận thưởng không thôi. Nhận lên cấp coi. Cấp này khá là nhanh đó. Phong sách trang bị tí nha. Nên mình hãy xuống bên đây rồi. Lên phát công hội trang bị 16 rất là có gì đâu là xong. Ok vậy mình đã review xong cái chỗ mới như trải nghiệm nhé. Cái bên này khá nhiều kia thì mình đã mới và xong rồi nha mọi người. Hãy em xem clip này nhớ cho mình xin một like, một comment kết thúc bất kỳ bên dưới. Nhớ lại nút đăng ký kênh để thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới nhất của mình nha. Ok, chúc mọi người xem clip vui vẻ. Hẹn clip tiếp theo, bye bye mọi người.